Chào các bác, quay trở lại với Mian Trail. Hôm nay thì em về hàng dòng 55 inch mới của TCL trong năm 2020. 55P618, mã hàng có thể coi là model thay thế cho dòng 55P65 của năm 2019. Vậy thì cái mã hàng này nó thay thế thì có những cải tiến như nào, giá thành ra sao và các tính năng ưu điểm sẽ được em phân tích cũng như là đánh giá giúp các bác xem tham khảo trong clip này. Rất mong nhận được ủng hộ của các bác bằng cách nhấn đăng ký, theo dõi các clip em quay các dòng TV trên thị trường các bác nhé. Cảm ơn các bác. Chào các bác, quay trở lại với video ngày hôm nay. Hôm nay thì em sẽ quay và review một sản phẩm mới của TCL trong năm 2020, 55P618. Đây có thể coi là mã hàng thay thế cho model 55P65 của năm 2019. 55P65 thì là mã TB có thể coi đó là dòng phân khúc giá rẻ, phù hợp cho các cái đối tượng khách hàng như là công ty làm màn hình hiển thị, màn hình camera, hoặc là các cái quán game, hoặc các bác có thể thấy được các lớp, các trường học của các cháu nhỏ đó ạ, thì đều có sử dụng con 55P65 rất là nhiều. Đơn giản đó là màn hình trình chiếu phục vụ nhu cầu học tập và giải trí. 55P618 của năm 2020 thì sẽ có một số cải tiến vượt trội hơn so với cả 55P65. Thứ nhất ấy, thì như quan nhìn nó chạy hoàn hành Android, và cái phiên bản Android được tích hợp trên 55P618 là phiên bản cao nhất Android 9.0. Các bác nhìn, các bác có thể kiểm tra cái phiên bản Android của TV nhà mình bằng cách là vào phần tùy chọn thiết bị, các bác xuôi phần giới thiệu, các bác kéo xuôi bên dưới thì các bác sẽ thấy là phiên bản 9. Đấy, các bác nhìn này, phiên bản 9. 55P618 thì có giá thành sau khi trừ hết quà tại Ecomart là 9.290.000. Và đây có thể coi là một trong những chiếc TV 55 inch chạy Android rẻ nhất của TCL trong thời điểm hiện tại. Nếu mà so sánh với cả 55P8 của năm 2019 thì con này có thiết kế sẽ không được đẹp bằng như 55P8. Thiết kế của 55P618 thì dòng 55P65 viền nhựa màu đen, chân đế nhựa. Này, các bạn nhìn là chân đế nhựa. Cái cổng kết nối mà tích hợp trên 55P618 thì cũng khá là giống so với cả 55P65. Có 3 cổng HDMI, có một cổng HDMI ARC, có một cổng USB và các cổng tai nghe, cổng quang tích hợp đầy đủ. Năm 2020 thì TCL có rất là nhiều mẫu TV 4K cho đến TV QLED, và các bác có thể nhớ về cái mẫu TV này để trong thời gian tới, trong tương lai. Thì theo em thì con này có thể coi là một trong những chiếc TV giá rẻ mà có chạy hệ điều hành Android. Với hệ điều hành Android thì có đi kèm cả điều khiển thông minh tìm kiếm giọng nói, tức là các bác có thể sử dụng điều khiển để tìm kiếm nội dung YouTube và tương tác với TV qua trợ lý ảo của Google Assistant. Đây, các bạn nhìn này, iIn có Google Assistant, có Google Play, Netflix, Prime Video. Đấy, có cả Bluetooth. Với Bluetooth thì các bác có thể tách được âm thanh của con 55P618 này ra dàn, loa sau ba, tai nghe, hệ thống loa kéo, hoặc các bạn cũng có thể là kết nối với cả chuột không dây hoặc là bàn phím không dây, rất là đơn giản. Hệ thống các cái ứng dụng tích hợp thì với Android 9.0 thì nó rất là đa dạng, đạt đến 5.000 ứng dụng. Các bác có thể khám phá trong kho ứng dụng Google Play hay còn gọi là Search Play chạy Android đó. Năm 2019 thì có 55P65 và 55P8, thì năm 2020 có 55P618 và 55P715. Đấy, thì các bác nhớ những cái mã hàng này để thời gian tới thì chắc chắn là giá thành TV nó sẽ giảm xuống nhiều để các bác có thể tham khảo và khám phá về những chiếc TV giá rẻ. Cái đặc điểm của TV TCL mà em rất là thích đó là cái tốc độ bắt wifi, quét mạng, duyệt ứng dụng rất là nhanh. Ngoài ra thì thời gian bảo hành đến 3 năm, dịch vụ bảo hành sau bán của hãng TCL cũng vô cùng chú đáo và rất là tốt. Tất cả những cái vấn đề mà các bác gặp phải, các bác chỉ cần gọi tổng đài của TCL thì được hỗ trợ trong 12 tiếng. Hoặc các bác cần hỗ trợ thì các bác có thể điện trực tiếp về tổng đài của Ecomart thì em sẽ hỗ trợ các bác. Các bác nhớ nhé, 55P618, 9290, bảo hành 3 năm, chạy Android 9.0, có điều khiển
tìm kiếm giọng nói có Bluetooth độ phân giải 4K và giá thành phải nói ra chắc chắn là sẽ là một trong những chiếc TV có giá rẻ và chạy Android duy nhất trên thị trường. Cảm ơn các bạn.